Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Dương Nguyễn sẽ giới thiệu thêm với mọi người một chương trình buffet chay tùy tâm nữa nha mọi người. Thì chương trình này là do nhà hàng chay Tuệ Mẫn ở địa chỉ là 59B đường Trần Hưng Đạo, quận 5 tổ chức vào ngày thứ năm hàng tháng, tức là một tuần, một thứ năm hàng tuần mọi người. Trong tháng 7 này thì là thứ năm hàng tuần tại nhà hàng chay Tuệ Mẫn là sẽ có chương trình là buffet tùy tâm. Buổi trưa thôi nha mọi người, chỉ diễn ra vào buổi trưa thôi, có nghĩa là từ 11 giờ cho tới 1 giờ rưỡi. Nếu mà bà con nào mình có muốn dùng cơm chay tùy tâm thì mọi người cũng có thể tới nhà hàng chay Tuệ Mẫn ở địa chỉ là 59B đường Trần Hưng Đạo, quận 5 để mình có thể dùng cơm chay ha. Chương trình ở đây là chỉ diễn ra vào ngày thứ năm hàng tuần. Nếu vào ngày thứ năm đó mà trúng vào ngày chay như là 14, 15, 30, 11 thì chương trình sẽ dời lại sau một ngày nha mọi người. Còn nếu như mà ngày thứ năm đó không trúng vào ngày chay thì vẫn diễn ra chương trình buffet chay tùy tâm như bình thường. Và đặc biệt là chỉ diễn ra vào buổi trưa thôi nha mọi người. Hôm nay Dương Nguyễn đi là có thêm cái chương trình là phát gạo nữa mọi người. Nhưng mà cái chương trình phát gạo này là mọi người phải có phiếu thì mới được nhận ha. Chúc mọi người trong tháng 7 này thật luôn an lạc, vui khỏe. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy thích video thì cho Dương Nguyễn Family một like và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Dương Nguyễn Family nha. Cảm ơn tất cả mọi người.